Em đã quá nhàn chán với cái màn hình zin mà anh em muốn thay đổi cho cái màn hình zin của mình biến thành màn hình Android nhá, mà lại không cần phải thay thế màn hình, mà không ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe nhá. Đây, hôm nay em anh em có thể thấy đây là chiếc MG bên em đang tiến hành lắp đặt cho chiếc xe, đó là một bộ Android Book nhá. Đây anh em thể thấy là cái bộ Android Book của ZTEC với cái mã là DX265. Đấy, cấu hình rất là cao, và thứ hai là anh em lắp, khi mà lắp này thì không phải thay cái màn hình nguyên bản nữa, mà chỉ cần cắm một cái màn hình nguyên bản. Những cái màn hình có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay thì nó sẽ hỗ trợ để mà cắm cái bộ Android Book này vào và sử dụng như màn hình Android thôi. Đầy đủ các tính năng như chỉ đường, ra lệnh giọng nói, cảnh báo tốc độ, cảnh báo giao thông cho anh em. Và tất cả những cái sản phẩm đi theo là sản phẩm chính hãng thì nó sẽ có những cái thẻ bảo hành như này để kích hoạt bảo hành cho anh em, kích hoạt trực tiếp trên cái phần thiết bị của anh em luôn. Anh em không lo mất cái phần bảo hành của anh em nhá. Và đồng thời mà khi mà lắp một cái bộ Android Book của ZTEC thì anh em sẽ được tặng ngay một cái bộ camera hành trình này, của ZTEC này nha anh em nhá. Đấy, bộ camera hành trình này sẽ có tắt máy ghi hình luôn này. Đấy, để kết nối. Đấy, anh em mua một sản phẩm mà anh em mới được hướng dẫn hai sản phẩm, đó là vừa được tính năng giải trí, vừa có camera hành trình. Đấy, đầy đủ các tính năng như vậy. Anh em mà chưa lắp Android Book này, hoặc là anh em đang nghiên cứu lắp cái bộ Android Book cho xe, hoặc là muốn lắp màn hình Android cho xe ô tô, thì hãy đến ngay với Agala Thái Nguyên anh em nhé.